Nếu mà nói tất cả các nghề là 17 nghề. Mình chỉ sợ là mình hèn và mình không chăm chỉ. Mình làm tất cả mọi việc với một cái tinh thần trách nhiệm cao và không hề cảm thấy vất vả mệt nhọc gì. Chỉ tri ân tất cả những gì xung quanh mình đã cho mình cái nguồn sống, cái động lực. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai. Chúng ta thấy rõ ràng là không có mẹ chồng mình thì sẽ không có chồng mình. Vì vậy mà chị muốn gửi tặng mẹ chồng của chị năm nay 95 tuổi bài thơ Mẹ của Bên anh. anh mẹ thức Chỉ có sau khi mà mẹ chị mất đi thì cái vai trò làm mẹ nó càng thấm thía. Em thì em nghĩ là thực ra người mẹ nào cũng tự hào và nên tự hào về con của mình. Và em tin là chị Thảo Vân chắc chắn cũng rất tự hào về người con của chị. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.